Hello cả nhà ơi, bây giờ Nhật đang có mặt ở buffet BBQ Bombo. Đó, tôi đọc theo tiếng Việt là vậy đó. Đây là một trong những cái buffet dành cho, đa phần là dành cho tất cả các bạn sinh viên, người đi làm. Giá vé có 200 ngàn đồng thôi. Hôm nay Nhật sẽ... Dạ, 200 ngàn đồng. Nên hôm nay là Nhật sẽ dẫn bạn Nina. Đây, Nina. Đó, và anh Trường cũng như là Peter đến đây để dùng thử. Hôm nay là 28 Tết đó cả nhà, cũng khá là đông nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là bây giờ Nhật đang có mặt ở trên taxi. Và hôm nay chia sẻ với mọi người là Nhật dẫn Peter nè, Nina nè, với lại anh Trường đi ăn ở một cái quán buffet BBQ. Mà ta nói cái quán ăn thì nó rất là bình dân, mà mọi người thì Nhật cũng muốn cho cái ông anh Peter ảnh ăn để mà theo đúng khẩu vị của người Tây là ăn thịt nướng á. Nhưng mà cuối cùng là vô cái quán đó bị su cà na nha mọi người, lửa khói mịt mù, ăn mịt mù luôn, ăn uống nó không được. Cho nên là mình cũng cảm thấy không có vui. Đây đây, cái quán ở dưới đây nè chú, nãy ăn quán ba cọc ba rồi, đằng kia quán này quán gì nè, lẩu nướng bambo gì nè, bambo yeah. Ăn vô khói quá, ăn không nổi. Nên là bây giờ Nhật với lại anh Trường với lại Nina sẽ đi xuống khu chợ đêm để mà tham quan. Thì Peter thì đang ở khách sạn để mà ăn ăn món ăn của người Tây thôi, chứ giờ ăn không được. Đó, thì một chút xíu nữa là Nhật sẽ quay cái khu chợ đêm đó cho tất cả quý khán giả cùng xem nha. Đây, Nina với anh Trường đang ngồi phía sau. Đây là đường phố Cần Thơ về đêm nha cả nhà. Đường Nguyễn Nhân Cừ. Dạ, đường Nguyễn Nhân Cừ. Tết mà thấy ra đường vắng quá chú ha. Ừ. Dạ. Chiều quá, chiều nó đông, giờ nó bớt Tết. Khúc đó nó bán bông nhiều. Dạ. Bây giờ xuống dưới Ninh Kiều thì nó bán nhiều bông. À, ví dụ như bây giờ con đi cái đường cái gian cầu Nguyễn Trãi, nó có cái đường hoa bán giờ này đông không chú? Đông nhưng mà nó đâu có cho xe chạy không, thì chỉ con đi bộ. Thì con đi bộ đường đó ra đường đó được không? Được. Dạ vâng. Còn nếu bãi cát thì giờ có dưới có gì vui không chú? Bãi cát thì nó cũng như bình thường, nhưng bây giờ nó chỉ có ăn nhậu thôi. Rồi thôi vậy thôi, con xuống. Là xuống ngay chỗ cái con đi xong. Con đi đường hoa để bán hoa Tết đi. Chỗ Nguyễn Trãi nên đi hả chú? Vậy giúp con. Lại tới đó là đi bộ. Dạ vâng. Tại vì chú con không có nhu cầu ăn nhậu. Còn cái vườn hoa của Cần Thơ thì nó làm ở dưới cặp bờ sông. Dạ, vườn hoa là sao con? Vườn hoa là cái khu của mà chơi nhưng cho đi chụp hình này kia. Nguyên ở đúng rồi. Dạ. Đường hoa Nguyễn Huệ. Đúng rồi. Đây là anh Trường với lại Nina. Bây giờ sẽ dẫn mọi người đi chợ hoa Tết của người Việt. 28 Tết nha. Chú bây giờ là mọi người chắc nghĩ là đi chợ cũng ít hả chú? Giờ này cũng 8-9 giờ rồi. Hạn chế bớt, ở khu dưới người ta còn đi chơi nhiều, Ninh Kiều á. Dạ. Chói quá, đó. Đây, cảm ơn chú taxi đã hỗ trợ và chỉ dẫn đường cho tụi con đi đến đó. Đường phố thì Cần Thơ cũng khá là vắng nha cả nhà. Mặc dù hiện tại bây giờ là đã gần 9 giờ. 9 giờ mấy hả chú? 9:20. Đó, 9:20. Bông vạn thọ, bông cúc nè. Đó. Quay rồi về. Đó, anh thấy sao? Anh thấy hôm nay 28 Tết thấy sao anh? Bông này đẹp, mọi người đi đó.
Đúng rồi. Không khí Tết rất là nhộn nhịp luôn. Wow, năm nay năm con mèo nè. Mèo mèo mèo. Nguyên chậu luôn, mà người bán bông nó nguyên chậu vậy luôn. Ủa cái bông này là bông gì ta? Bên nhau muốn câu ca chào đón mùa xuân mới.
Cái cô này chắc lụm dây chai nè mọi người. Ở đây bán rất là nhiều mai luôn quý vị. Cô ở đây đường, ở chị ở đây đường này đường gì tên gì chị? Đường Hoàng Văn Thụ. Dạ, đây là đường Hoàng Văn Thụ ở thành phố Cần Thơ nha quý bà cô chú anh chị. Ô, cây mai này 3 triệu nè. Cây mai này 3 triệu rưỡi nha. Cây này 2 triệu rưỡi. Họ uống thành những cái hình hoa văn rất là nhiều luôn cả nhà. Ô, cây hạnh luôn. Ba trăm ngàn một cây phải không? Hai cây chỉ có 550 thôi. Hai cây 550. Ồ. Anh Trường vô coi nè, coi chơi. Sáu chậu xả hàng luôn, quá rẻ luôn. Để hỏi bạn có mua về Canada được không? Nếu mà mua sáu chậu em sẽ bán giá hậu cây cho anh luôn, làm quen, có đang về quê ăn Tết luôn. Như gì là quá, có 300 ngàn nè. Không có, để anh hỏi bạn anh có mua để đem về Canada được không? Mua ổn không? Dạ mời cô lên nè. Thôi cô lên đi cô. Anh không quay đi anh. Còn 6 kỳ giúp em bút của anh ơi, đang có đây em bút đi về quê luôn. Ủa anh em có 28 về quê vậy? Không, hết mai rồi anh, hết trơn rồi. À vậy hả? Dạ. Ồ, cô mua đi cô. Ờ, cô cũng là người đam mê mai nữa nè cả nhà. Người nào mà đam mê mai là biết tuổi già là thấy là mê trồng cây rồi đó. Quá rẻ luôn mà anh, sổ rẻ đi về luôn. Quá rẻ. Mua giúp em nha. Không có, mua mà không có đem đi đâu được hết trơn á. Đem về Việt Nam. Đang ở khách sạn. Đang ở khách sạn, đem về khách sạn. Ồ, 300 ngàn cây rẻ quá ha. Dạ, dạ. Mở cặp chỉ có 550 mà còn mua 6 cây còn rẻ nữa. Tại vì em còn có 6 cây nữa hết luôn mai rồi. Vậy dạ, cô đang mua kìa. Ok, cảm ơn em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ô, đây là cả nhà ơi. Đây, những cây mai cổ thụ. Những cây mai lâu đời nhất có những cái hình rất là đẹp luôn nha. Ở đây giống như một con nai con hu vậy đó. Yeah. Anh đi vòng dưới đây anh, còn lát mình quay đường này lại nè. Uống dừa đó nó bị xù. Đây mai vàng nở rộ 28 Tết mà bà con vẫn còn rất là đông. Người đi chợ thì rất là lưa thưa, không có đông như những năm trước. Chào. Hello anh. Hai mai này nở trước rồi nè quý vị ơi. Nãy giờ tham quan một đường rồi Nina với lại anh Trường là Nina với anh Trường thấy là đường phố bán hoa ngày hôm nay như thế nào? Khá là vắng đúng không anh? À, trời ơi không, Nina còn biết chỉ biết cười thôi chứ không biết nói lên lời luôn. Anh tại sao chỉ biết cười không, mình không biết nói gì hết thì anh thấy là ví dụ như người Việt Nam hôm nay đi chợ hoa rất là vắng anh đúng không? Để cho em có gì em đâu đúng không? Anh đâu nói là em hơi bị chóng vắng đúng không? Hơi bị đơ như cây cơ, mà cái người đứng trong khung hình lại không có thân thiện với khán giả. Đây đi qua uống nước mía đi này, qua nè. Rồi, nước mía Việt Nam luôn.
Bao nhiêu tiền ly cho cô? 10.000 đồng một ly hả cô? Dạ. Có 10.000 à? Wow, dữ dằn luôn chưa? Mía nó gớt ở dưới đây nè, đi nha. Đây. Lên luôn cô ơi. Nina, ở bên Canada có nước mía để uống không? Có hả? Nhưng mà một ly ở bển là bao nhiêu tiền? 5-7 đồng. Khoảng 5 đồng. 5 đồng. À, 1 5 đồng, 5 đồng tức như là khoảng... Không. 5 đồng thì 10 đồng đó là 170. Khoảng 100 ngàn ly. À, ở đây là gấp 10 lần bên kia. Còn ở Mỹ là bao nhiêu anh? Ở Mỹ là cũng 5-6 đồng hả? 5-6 đồng ly là cũng mấy trăm, 100 mấy. Không có mía. Không có mía mà đem qua. Ồ. Mía mình nó ngọt. Nó mắc là cho tiền đem qua thôi. Tiền đem qua nó mắc tiền. Hiểu không? Chứ còn... Một ly nước mía ở Việt Nam có 10.000 đồng. Một ly nước mía ở bên Canada 100.000. Ở bên Mỹ 120.000. Thì tiền chuyên chở qua. Đúng rồi. Đây. Anh cười rất là có duyên luôn á, biết không? Hả? Nhưng mà khi nhưng mà đúng cười, anh như anh cười có đồng tiền không Nina? Chết. Bây giờ sáng mình xuống ăn sáng nha mọi người. Hello Peter. Trời ơi, em biết bữa dẫn gì bẫy xuống đây ăn được rồi. Hôm bữa về trễ không thôi là dẫn gì xuống đây ăn sáng rồi. Rồi có cháo trắng, một vịt muối nè, xà bông. Thì coi cái món gì vậy ta? Súp. À, gà bò. Sườn nấu tiêu, gà chiên nước mắm. Rau củ thập cẩm, bún gạo xào, hoành thánh chiên với lại gà chiên giòn, bánh bao hấp, há cảo, xôi gất phải lan, trứng luộc bánh hỏi. Đó là ăn sáng của chỗ Nhật ở khách sạn mọi người. Cái là cái gì? Bánh nước, cơm chiên. Này là chả nè, nem chua, dăm bông, pate gan. Bên kia thì có nui hủ tiếu. Ở đây là cái quầy macaroni nuôi. Cho con một thằng nuôi đi cô.
nuôi thôi họ nuôi thịt đi. Dạ. Ôi lần trước mình đi xuống Cà Mau mình cũng ăn nhưng mà nó không giống ở đây cả nhà. Mình cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ quậy một ly cà phê sữa uống nha. Đây là cà phê nè. Hôm qua là nếu mà không có đi chợ nổi là Nhật đã nói với dì của Nhật xuống đây ăn sáng rất là ngon. Nhìn rất là sang cả nhà nha. Đây, mình đã lấy một tô nui rồi nè. Tô nui với một ly cà phê sữa. Mừng quá hôm nay ông Peter ông ăn đúng món tủ của ông rồi mọi người. Mấy ngày hôm nay ông đi miết ăn toàn là món miền Tây không. Very good. So good. Thank you. Crunchy. Nhưng mà ăn gì là mau đói lắm rồi. Người Tây á. Anh cũng Tây mà sao đặng nhiều món Việt Nam không vậy? Đặng món gì ngon lắm. Rồi đây cả nhà ơi, bây giờ hồi nãy giờ là mình đã ăn xong một tô nui rồi, bây giờ là mình có lấy thêm một miếng này mọi người. Buffet trong khách sạn nó chỉ có nhiêu đó, với lại ăn thêm một miếng cháo trắng chà bông. Mời cả nhà ăn cùng nha. Anh ăn nữa không? Xong chưa? Cháo trắng rất là ngon nha. Không ăn được. Ok nha. Ok.